ngày tốt ngày xấu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. FNL xin chào các bạn. Trong video này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn những ngày tốt, ngày xấu, ngày có thể xuất hành, cưới hỏi, khai trương, chuyển nhà trong tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tháng 4 âm có 29 ngày, từ ngày mồng 8 tháng 5 đến ngày mồng 5 tháng 6 dương lịch trong đó có 5 ngày rất tốt, 2 ngày tương đối tốt, 2 ngày cực xấu và 1 ngày rất xấu. Chúng ta cùng xem chi tiết. Ngày rất tốt. Thứ năm ngày mùng 2 tháng 4 âm, tức ngày mùng 9 tháng 5 dương. Ngày quý dậu tháng kỷ tỵ, năm giáp thìn là ngày chu tức hắc đạo, trực định. Ngày quý dậu, tức chi sinh can, kim sinh thủy, là ngày cát, nghĩa nhật. Không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, Tam Nương, Dương Công kỵ nhật nào? Là ngày tốt với các tuổi, tị, sửu, thìn. Là ngày xấu với các tuổi, đinh mão, tân mão, đinh dậu. Các việc nên làm, cưới hỏi, cầu may, cầu tự, sinh mổ, du lịch, phá bỏ tòa nhà. Động thổ xây dựng, nhận con nuôi, di rời nơi ở, di chuyển, lắp đặt giường, cửa, khai trương treo biển hiệu, kinh doanh thương mại, mua xe, ký hợp đồng, đăng ký tài sản, trồng cây, tang lễ, các việc kiêng kỵ, họp mặt, chữa bệnh. giờ Hoàng đạo Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Thứ hai, ngày mùng 6 tháng 4 âm, tức ngày 13 tháng 5 năm 2024 dương. Nhằm ngày đinh sửu, tháng kỷ tỵ, năm giáp thìn, là ngày ngọc đường hoàng đạo, trực thành. Ngày đinh sửu, tức can sinh chi, hỏa sinh thổ, là ngày cát, bảo nhật. Tuổi hợp, tỵ, dậu, ý tuổi sung, tân mùi, kỷ mùi. Không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương, dương công kỵ nhật nào. Các việc nên làm, khai trương, kinh doanh thương mại, mua xe, ký hợp đồng, đăng ký tài sản. Cầu may, nhận con nuôi, lắp đặt giường, phá bỏ tòa nhà, trang trí nhà cửa, động thổ xây dựng, trồng cây, động thổ xây lăng mộ. Các việc kiêng kỵ, di rời nơi ở, di chuyển, cắt tóc, cưới hỏi, du lịch, xuất hành. Giờ hoàng đạo. Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Tị, từ 9 giờ đến 11 giờ. Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ. Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ. Thứ bảy, ngày 18 tháng 4 âm, tức ngày 25 tháng 5 dương nhằm ngày kỳ sửu, tháng kỳ tỵ, năm giáp thìn, là ngày ngọc đường hoàng đạo, trực thành. Ngày kỳ sửu, tức can chi tương đồng, hổ, là ngày cát. Là ngày tốt với các tuổi, tỵ, dậu, ý, là ngày xấu với các tuổi, đinh mùi, ất mùi. Các việc nên làm. Kinh doanh thương mại, mua xe, ký hợp đồng, đăng ký tài sản, cầu may mắn, lắp đặt giường trồng cây, mua vật nuôi thú cưng, dọn nhà. Ngày 18 tháng 4 âm là ngày Tam Nương, kiêng các việc. Cưới hỏi, xuất hành, đào giếng, xây sửa, chuyển nhà, tang lễ. Giờ Hoàng đạo. Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ. Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ từ 19 giờ đến 21 giờ. Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ. Chủ nhật, ngày 26 tháng 4 âm, tức ngày mùng 2 tháng 6 dương, nhằm ngày đinh dậu, tháng kỷ tỵ, năm giáp thìn. Ngày đinh dậu, tức can khắc chi, hỏa khắc kim, là ngày cát trung bình, chế nhật. Không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương, dương công kỵ nhật nào. Là ngày tốt với các tuổi: Tỵ, Sửu, Thìn. Là ngày xấu với các tuổi: Ất Mão, Quý Mão, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi. Các việc nên làm: Khai trương, kinh doanh thương mại, mua xe, ký hợp đồng, đăng ký tài sản, treo bảng hiệu doanh nghiệp, cầu may mắn, du lịch, xuất hành, xây nhà, đặt viên đá nền móng, trang trí nhà cửa. Động thổ xây dựng, lắp đặt giường, tang lễ, động thổ xây lăng mộ, lập đài tưởng niệm, các việc kiêng kỵ, lắp đặt bếp lò, cưới hỏi, chuyển nhà, cắt tóc, giờ hoàng đạo. Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ. Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Thứ ba, ngày 28 tháng 4 âm, tức ngày mùng 4 tháng 6 dương, ngày kỷ hợi tháng kỷ tỵ, năm giáp thìn là ngày kim đường hoàng đạo, trực phá. Ngày, kỷ hợi, tức can khắc chi, thổ khắc thủy, là ngày cát trung bình, chế nhật. Không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương, dương công kỵ nhật nào. Là ngày tốt với các tuổi: Mùi, Mão, Dần. Là ngày xấu với các tuổi: Tân Tỵ, Đinh Tỵ. Các việc nên làm: Cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, dỡ nhà. Các việc kiêng kỵ: Cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng san đường, sửa tường, đào đất, an táng, cải táng. Giờ hoàng đạo. Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ. Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ. Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ. Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày tương đối tốt bao gồm các ngày. Thứ tư, ngày 15 tháng 4 âm, ngày 22 tháng 5 dương lịch, ngày bính tuất tháng kỷ tỵ, năm giáp thìn là ngày kim quỹ hoàng đạo, trực chấp. Ngày bính tuất, tức can sinh chi, hỏa sinh thổ, là ngày cát, bảo nhật. Tuổi hợp, dần, ngọ, mão. Tuổi sung, mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tuất, nhâm tý Nên làm các việc như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, chữa bệnh thẩm mỹ. Ngày 15 tháng 4 âm là ngày sát chủ dương, không nên làm các việc, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng. Giờ hoàng đạo Dần từ 3 giờ đến 5 giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ. Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ. Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ. Thứ hai, ngày 20 tháng 4 âm, tức ngày 27 tháng 5 dương lịch, ngày Tân Mão tháng Kỷ Tỵ, năm Giáp Thìn là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, trực khai. Ngày Tân Mão, tức Can khắc Chi, Kim khắc Mộc, là ngày cát trung bình, chế nhật là ngày tốt với các tuổi hợi, mùi, tuất, là ngày xấu với các tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi. Nên làm các việc như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mua xe. Ngày 20 tháng 4 âm là ngày sát chủ âm, kỵ các việc mai táng, tu sửa mộ phần, chữa bệnh, thẩm mỹ, chuyển nhà, lắp đặt cửa trang trí nhà. Giờ hoàng đạo. Tí, từ 23 giờ đến 1 giờ. Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ. Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ. Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Trong tháng tư âm, các bạn lưu ý các ngày cực xấu. Chủ nhật, ngày mùng 5 tháng tư âm tức ngày 12 tháng 5 dương lịch. Ngày binh tý tháng kỷ tỵ, năm giáp thìn là ngày bạch hổ hắc đạo, trực nguy. Ngày binh tý, tức chi khắc can, thủy khắc hỏa, là ngày hung, phạt nhật. Là ngày nguyệt kỵ, xích khẩu. Thứ ba, ngày mùng 7 tháng 4 âm, tức ngày 14 tháng 5 dương lịch. Ngày mậu dần tháng kỷ tỵ, năm giáp thìn là ngày thiên lao hắc đạo, trực thu. Ngày, mậu dần, tức chi khắc can, mộc khắc thổ, là ngày hung, phạt nhật. Ngày mùng 7 tháng 4 âm là ngày dương công kỵ nhật và ngày tam nương. Ngày rất xấu. Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 âm, tức ngày 26 tháng 5 dương. Ngày canh dần tháng kỷ tỵ năm giáp thìn là ngày thiên lao hắc đạo, trực thu. Ngày, canh dần, tức can khắc chi, kim khắc mộc, là ngày cát trung bình, chế nhật. Đây là ngày không vong, đồng thời hội tụ nhiều sao xấu. Các bạn chỉ nên làm các công việc hàng ngày, việc quan trọng nên đợi ngày tốt hơn để làm. Tham khảo một số ngày tốt theo sự việc, cưới hỏi, mồng 2, 9, 20, khai trương, mồng 2, 6, 18, 20, 26. Động thổ, mồng 1, 2, 3, 6, 26. Ký hợp đồng, mồng 2 6 18 20 26. Mua xe, mồng 2 6 18 20 26. Xuất hành, mồng 2 3 9 26. Chuyển nhà, mồng 2 9 17 23. Khám bệnh thẩm mỹ, 15 28. Kết quả dự đoán mà chúng tôi đưa ra trên đây đã được phân tích Tính toán và tổng hợp trên nhiều tài liệu xem ngày khác nhau. Không thể nói ngày tốt xấu dựa trên kinh nghiệm dân gian hoặc một cách xem ngày đơn giản nào đó. Cũng không có ngày nào tốt cho mọi việc. Trong phép xem ngày, quý vị nên linh hoạt tùy sự việc mà chọn ngày phù hợp. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh FNL, vận mệnh và nhân sinh để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.